Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm một video ngắn chia sẻ với các bạn là một chút về cái cách học âm nhạc cũng như là cách chơi guitar. Cụ thể gọi là đấy là chơi guitar, là bất kỳ nhạc cụ nào đó. Thì thời gian vừa qua mình đã làm khá là nhiều video, thì cũng có nhiều bạn ủng hộ mình, cũng có nhiều bạn thì họ cũng trách móc này kia. Thì tất nhiên rồi, không có cái gì là hoàn hảo cả. Đó, nó sẽ có những cái là được, cái là không được. Thì tất nhiên là mình rất là cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem và ủng hộ mình, góp ý với mình. Nhưng một cái mình trăn trở nhất, mình muốn chia sẻ cũng như là nhắc nhở một số bạn, chúng ta cần phải, nếu muốn thành công bất kỳ một cái gì đó thì các bạn cần phải có sự nghiêm túc trong bất kỳ trong lĩnh vực nào cả. Nào đó mình cũng cần phải có sự nghiêm túc. Nếu các bạn nghiêm túc, các bạn kiên trì bám đuổi cái mục tiêu thì các bạn sẽ làm được. Cụ thể ở đây mình sẽ đi sâu vào cái phần cái đàn guitar này. Thì thứ nhất, có nhiều bạn nói rằng là để chơi được như bạn hoặc là để chơi được với những người giỏi thì cần có rất nhiều thứ và mình không có thời gian, để mình làm như thế. Thì mình chỉ muốn chơi gọi là chơi vui thôi, chơi gọi là amateur thôi, chơi các thứ thôi. Thì các bạn, mình khuyên các bạn là thôi, nếu đã có suy nghĩ như vậy thì thôi, chúng ta chỉ nghe nhạc thôi, mà trái tim chúng ta rất là muốn để chơi nhạc, nhưng mà chúng ta có cái suy nghĩ như vậy thì chúng ta thôi, chúng ta dừng cái việc đó lại, nó mất thời gian của các bạn thôi. Đó, tôi nói thật, nó không bao giờ thành công và cũng không bao giờ chơi hay được đâu. Các bạn không chơi hay được nếu các bạn không có cái suy nghĩ là chơi nó chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp ở đây là gì? Không cần chuyên nghiệp, không cần phải các bạn phải đi kiếm tiền bằng việc chơi đàn, không cần phải để mang tiếng đàn của mình ra làm gánh nặng kinh tế để đi biểu diễn ở đâu đó. Chúng ta đừng suy nghĩ như vậy. Chuyên nghiệp, sự chuyên nghiệp người ta không suy nghĩ như thế. Sự chuyên nghiệp ở đây người ta sẽ suy nghĩ rằng là tôi làm thế nào để tôi tạo cho bản thân tôi vui vẻ khi chơi nhạc. Thứ hai, nó là tạo cho mình kỹ năng và chơi nhạc có bài bản. Đó, có một cách có hệ thống, có bài bản, đúng kỹ thuật các thứ. Thì như vậy người ta mới gọi là chuyên nghiệp, suy nghĩ về âm nhạc chuyên nghiệp. Đó. Cái việc tiếp theo nữa là cái ý chí. Mình muốn nói với tất cả các bạn, đó, bất kỳ một cái gì cũng thế, các bạn không có ý chí và các bạn không kiên cường với cái việc mà mình lựa chọn thì các bạn sẽ không làm được. Ví dụ guitar, chúng ta tập luyện, nhiều bạn rất là hung hăng, quyết tâm đặt ra một tháng mình biết chơi guitar, thậm chí có người nóng hơn là người yêu đang đợi là phải biết chơi guitar thì em mới chấp nhận lời yêu anh, chấp nhận một cái gì đó. Tập 7 ngày, 15 ngày phải biết chơi. Các bạn đặt ra cái mục tiêu như vậy thì ok, những bạn có năng khiếu thì có thể người ta học rất nhanh. Nhưng đối với một số bạn, chúng ta không có năng khiếu thì chúng ta cần phải có cái gì? Đó là sự kiên định về mục tiêu. Thứ hai là chăm chỉ tập luyện, và tập luyện ở đây là tập luyện đúng chứ không phải là tập amateur. Bỏ ngay suy nghĩ amateur. Nếu các bạn suy nghĩ amateur thì các bạn thôi, đừng có chơi, nó mất thời gian. Yêu thích âm nhạc lắm, rất yêu thì thôi các bạn nghe, mà cách nghe cũng được, nghe được. Đó, cho nó đỡ khổ bản thân. Đó. Đấy. Nhưng mà đối với suy nghĩ của mình ấy, từ bé mình đã suy nghĩ rằng khi chơi mình đã thích một cái bài nào đó hoặc là một cái nhạc cụ nào đó, mình muốn ngoài cái việc nghe ra thì mình muốn chơi được cả nó nữa, chơi được cái bản nhạc đó nữa, bài hát đó nữa. Đó. Bản thân mình đúc kết được rất nhiều kỹ năng và kỹ thuật từ cái việc chơi cổ điển. Các bạn nhé, chơi nhạc cổ điển này. Đó, chơi nhạc cổ điển nó rất là thanh thản đầu óc cả thứ. Thì để hát thì nó mang lại cái cảm giác tức thời cho mình, đó là sướng đã, vui sướng, hát được bài đó, đệm được người khác hát đã, vui sướng. Nhưng mà chơi cổ điển nó tồn tại, trường tồn với mình cảm giác chơi cổ điển. Chơi cái gì đi, bất kỳ dòng nhạc nào các thứ nào có, người ta vẫn quay trở lại chơi cổ điển để làm gì? Để đầu óc của mình nó nhẹ nhàng, nó thư thái. Đó là mình chia sẻ cảm giác riêng, cái suy nghĩ riêng của mình thôi. Đó, mình muốn nhắc nhở một số cái lưu ý để các bạn có cái mục tiêu, cái định hướng để chúng ta tập nhạc cho nó chuyên nghiệp. Nhớ, tập nhạc chuyên nghiệp như mình vừa nói trước, chuyên nghiệp không phải là suy nghĩ để chơi đàn. Nhưng mình hay nói là các bạn phải vững kiến thức nhạc lý. Thì làm sao vững kiến thức nhạc lý? Hoặc là đọc sướng âm tốt thì các bạn giúp các bạn rất là nhiều thứ. Đọc sướng âm tốt giúp các bạn solo được này, bắt được các cái tông giọng rất là nhanh. Nhưng như ví dụ những người đi chơi đàn, đi chơi nhạc thì mình nghe một phát là mình có thể nghe người hát phát, mình mò một chút là mình bắt được người ta hát được tông nào luôn, mình đệm vào bất luôn tông đấy ngay tức khắc, không đến 30 giây đó, và mình bắt được hợp âm luôn. Đó là tại sao mình có kỹ năng đấy. Phải đến 90% là do mình đọc xương âm và mình ký âm thật nhiều. Ký âm là gì? Ký âm là mình ghi lại những bản nhạc mà mình nghe được đó, và mình dùng bút mình ghi lại, trong đó có đầy đủ tiết tấu và cao độ giống như thế người ta chơi đó, gọi là ký âm. Mình làm nhiều cái việc đó tạo cho mình cái cảm giác như vậy. Còn các bạn suy nghĩ rằng là cái việc đã học mất thời gian lắm thì thật sự là sẽ không giúp được các bạn. Cái ước mơ của bạn chơi đàn hay, chơi đàn giỏi thì sẽ không có đâu, nó chỉ ở cái mức độ gọi là amateur thôi đó. Thế nên là chúng ta hãy cứ vững và chơi đàn cứ từ từ, không được vội. Các bạn vội thì nó không làm được cái việc gì hết. Chậm mà chắc, chúng ta sẽ hy vọng các bạn sẽ tìm ra cho cái hướng tập luyện hay nhất đối với bản thân mình. Đó, thì các bạn có gì thắc mắc hay không hiểu thì các bạn cứ để comment ở phía dưới, mình sẽ hỗ trợ tất cả các bạn tận tình luôn. Các bạn cần giúp gì mình hỗ trợ luôn. Đó. Chúc các bạn thành công.